Long. Chào mọi người, đây hôm nay thứ bảy mấy ông anh tới chơi nha, làm mấy món đại làm bò. Đây là thịt bò mình ướp rồi, ướp với loại này đây. Cá đuối đó là ướp mà xả tỏi chút muối chút xíu bột đường. Muốn là thịt bò nè, em ướp với cái này nè, này là cái sốt của đại hàng đó, Korean BBQ làm đại với đại ca bốn giờ chơi bia chơi. Ở cái này là gỏi gà của ông anh bưng qua. Ở đây là ông anh nấu cái này là vịt nấu chao nha. Ở đây là mấy anh em mình sang cái này uống bia. Hello các anh Long. Thôi khỏi. Đó, chỉ vậy thôi. Đây là Cheryl. Mình nướng nha. Thì đây không có ra ngoài được nên mình nướng trong cái này. Đây là cái nồi chiên không dầu. Đây là cái air fryer rồi. Đây là hỏi rồi. Dạ. Cá đuối không? Bây giờ mình sẽ mở ra đây. Này thời tới cảm mỏi á. Vô kia. Nướng một mặt đó là 8 phút. Thời tới cảm chịu. Mình sẽ là ngon. Nhiệt độ là 370. Phải nấu rồi. Mà xong sau 8 phút rồi mình trở về lại. Đúng 8 phút nữa là xong. Chào cả nhà, giờ cho mới đi làm về cả nhà ơi. Bữa nay là cuối tuần đó, mấy anh về là chơi. Chị giờ mấy anh qua trước, còn hai chị là một chút xíu nữa qua, tại đi làm về trễ lắm. Nhà tôi á là mấy anh ăn món gì nha? Cũng méo mày ơi. Sao méo? À, này là sao mấy có thấy được đâu? Méo nó tệ hại luôn. Ngày trong quay khúc làm sao cái đầu này để lên phim cho mày. Méo còn nhỏ đó, hôm bữa hết nhiều rồi chị mẹ luôn. Thôi mà nhỏ bên đây này cậu nó còn đi lâu không hết luôn. Tự cắt à? Chó đây là bỏ leo đi. Bỏ leo đi. Bỏ bên đây nè. Mày sao? Bữa hết có thấy được đâu, cái này đâu có hết đâu. Đậu phải giống bia với rượu, vịt nấu chao. Đậu bé mà tao đẩy sao tao có em bút cá đuối chiên về thằng lên nè thằng lăng đâu thì chưa biết sao thì tao cũng là bán thịt dê ngon lắm. Làm ăn bán đi lên sao nhỉ, sao nhỉ, dê ngon bán ngon. Thì có gì đâu, xào lăng ăn với cao tươi ghiền với xả vô rồi bắt lên nấu thôi. Làm còn không á, anh mới anh kêu hãy đưa mẻ anh về nấu cái nồi rau là có đầy đủ ha. Nhúng thôi mẻ vô dê dê mà ơi xôi quá rồi, xôi quá rồi tao thấy cho mì vậy nè, bỏ rau vô, bỏ rau vô dê xào lăng không nước ướp mà cao nướng được hai vợ chồng nó bánh dê ngon chứ. Còn muốn ngoài chợ về ăn luôn, còn mua nguyên cái đùi về nó thơm mà nó ngon. Đùi giống dê rồi giống cỡ như em không? 7-8 ký, 7-8 hào rồi, hào rồi nên em làm hết cảm giác. Đây là mọi dấn luôn hả? Dê cỡ giống cỡ như mày không? Dê là thấy hơi ngang dê. Ăn hổ luôn hả? Cỡ thấy, cỡ thấy mà giờ má. Hết cái đầu xong rồi để cái bộ râu ra luôn hả? Nói rụng, rụng mà tưới ướt cho nó ngon. Cô mình á. Ủa cái hoàng kia đâu có kêu rồi. Đang chăm sóc. Ở nhà là kiểu vậy thôi đó. Em mua cây hồng kia trồng thứ, ông trồng đang trồng thứ nó có cái trái. Mà thấy con mấy ông bạn nó trồng có trái dữ lắm đó. Anh trồng sao nó trái mà lớn nè mà đáng ghét à, anh cắt bỏ luôn. Gì á? Không có gì hết trời. Chồng của chăm. Anh trai làm người nướng bò nè.
cái này mình nướng một mặt 6 phút, một mặt 7 phút. Để nướng ngoài sân thì ngon hơn. Ráng đi vài tháng nữa rồi. Ủa cái này có xả chưa chồng? Ừ? Cái này có xả chưa? Là như chưa có xả không? Không biết làm lại. Miếng thịt bò ở trong đây còn nữa nha cả nhà. Cái này là ướp kiểu Hàn Quốc, còn này là ướp kiểu có xả nè, có tỏi, có củ hành tím, sốt vô chút nước tương. Này nhìn chồng đẹp trai quá ta. Khách hồn, khách hồn. Còn cái này giúp cái này thôi. Ở ngoài trước vậy chứ sáng hơn ở đây. Tại vì bóng đèn trên đây màu vàng á, ngoài trước thì nó màu trắng. Bonjour steak. Chào đuối. Chào. Anh không uống rượu. Anh không uống rượu. Chào hả? Dạ. Rồi nó có kiểu gì mà kỳ vậy, đúng không biết mấy cái anh. Má đẹp. Nó nhảy con mà nứt luôn. Vâng chị. Tại nó thấy nó. Uống đi cho đi, ngày mai nó mua lại, mai tiếp rơi đó. Em mua 2 thùng bia, ăn 1 thùng để trên xe, còn thùng kia để đó mai chiều hay mai hay mốt thì uống nó tủ. Nằm đây ngủ rồi bia sáng nó về nghe đại ca. Con chỉ xuống giờ tối giờ đeo con cua đỏ là nó xịt máu nè. Phải. Dán dạ, nào mua đây đây. Đây có cái nha. Anh mua cái hộp dán mua luôn đây. Ở trong cái tủ thuốc có nè anh Lâm. Lâm. Dạ. Không tủ ghê kế bên chủ ấy. Ủa cái đó chị đang nói chuyện, chị đang quay lại. Chị quay. Anh nhìn tức. Họ quay trên YouTube hả? Trời lớn lắm chồng ơi. Tay mày đưa đi đây. Giờ lấy cái ly ra hết. Lấy liền khác. Đủ đỏ đúng chưa? Có lợi là. Đó Vũ. Đâu có làm gì mà mặt đâu, mua cái phone quăng đó cho nó hả? Tao ghét vụ này lắm. Nhưng mà con rửa nó phải đúng. Rồi. Cái số sụt máu quay. Làm sao? Ủa. Mà chừng đứt sâu á. Uống. Khui cái ly xong đứt tay rồi. Shadow ra đây nè, Shadow. Lấy ly đi sao? Lòng wow. Không chứ mày vẫn chơi à? Mẹ giống luôn ra trong nhà luôn. Cái viên nhà. Lấy u lâu lại thử chứ. À, thơm nha. Đâu, được không? 40 là mày. Mai mưa đó. Có đấy, uống xong là mình nuốt vô nó có cái hậu á. Thì thằng Ấn Độ đó, ông nói cái này ngon nào á, người ấy chứ không Ấn Độ, người Trung Đông á, nó nói cái này ngon nè, nó ok, mấy ai. Tính là mấy Ấn Độ hay giỏi bò, không có tiệm rượu quá thì cũng tiệm này để lấy xanh. Còn có những thằng giỏi là còn hay ăn bia được không? Còn mẹ gần gần sớm nhà mình dẫn độ không? Có về IT thì không có ai hỏi. Mấy cái giỏ mự á, giỏ mấy. Con ăn gì không? Quá gì? Ăn nhiều không? Tùy ý xem đi. Đừng cắt cái đó hả? Quá tỉnh. Nhà biết cắt nó đem ra tiệm. Đời đi hả? Đừng cắt. Muốn ăn gì hả? Chứ sốt không? Chứ nọ không biết hết. Ủa anh đứng cái gài ở chứ. Nó lịch sự hay nó thấy không? Mở cái shop lấy bia với lấy rượu gần nó biết lên nó đi xuống cái đi ông mở cửa xem rồi cảm ơn luôn trẻ trẻ không thời thấy ngồi nghe làm sao mà ngồi nữa mùa hè mới thấy mùa đông không thấy làm đi vụ hí mua kìa ba không phải không muốn làm khóc mà đâu có không cho ban chạy của tôi nhắc luôn mà ai cho hí tâm tám có mà còn đang rẻ cũng không sao à. Mà trên này nó bán 180-200 á. Mà mua dưới đây là 210 đồng á. Vậy này dưới đó bán 160 à. 10 tính 3 là 2 là 4 một lon bia là nó lấy. À, mày nghe nói đây có vụ giả nhiều lắm đó mấy ông ơi. Họ cũng bán cho mấy năm dám bán giả. Uống 2 lon là quýnh quân á. Ok, chăm bán hả? Ừ. Sao bán thấy chất ngựa ok không? Không ok, hai buổi không ok gì nữa. Trời ơi. Con chết xong rồi. Đây là cái chỗ này nó thốn mà nó cứng cái cục thịt chỗ này. Hoàng cũng bị mà. Chị dạ. Vậy cũng chị hơi bị đau đau à. Má mất. Không thấy bị gì đâu. Má đó. Ok, nghĩ luôn. Không tùy người, tùy người. Sao mình lại quốc á. Bà ơi, như đâu? Sắp hết rồi. Má cũng vậy, má là không có đau luôn. Má nói là thuốc giả. Đúng rồi, là bất cứ cái thuốc gì em chết không tính tới à. Em biết
Nhưng mà người đó anh Hưng nó lại nói cái bộ thuốc thứ nhì nó đau nó đi nó bị phản ứng như mà cũng quay thôi chị mới ghép lại nó đăng lên này được rồi chín qua chín qua hả chín qua đổ vô trong được có mấy miếng bìa là nó mới vô trong vừa đó đó được rồi đó ngon rồi ăn hết cùng ngày nhà mai chạy 10 mai cũng chưa xuống ngày mai mai chạy đi còn bên dạ. Sao mà anh Long sao mà nó lên lẹ mà lúc mình để mình tay mình chạy bộ để nó xuống cần khó thì không anh bây giờ nó lên nó tụt lên anh chạy bây giờ đó là nó chỉ 45 pound cho muốn là không xuống nữa mỗi một ngày sáng chạy là năm mai một pho tờ gì chúng tôi về chạy bộ chúng tôi rồi để qua nó phải vậy chứ lẽ giờ năm đâu có xuống nữa đâu anh xuống vậy còn xuống nữa còn mới lớn nữa có cái gì này hồi trước cái ăn hai chén cơm vừa làm ba bốn chén mà nó đói rồi mà anh đói hồi thì ai ở ngoài trước ăn thì ăn nhậu thì nhậu còn riêng bé Siro thì đang trong phòng chơi điện thoại rất là ngoan như cả nhà không có nhõng nhẽo gì hết trơn á Siro đang tập trung cao độ với những thèm đi đây mami chỉnh cho nó sáng lên nè đưa đây thích coi con mèo lắm nó ăn uống chay tùm lum dưới giường trừ hoài không ra luôn cưng chưa bữa nay mát mẻ nè mặc đồ mát quá ta ngồi lên rồi đó không có nghe lướt điện thoại rầm tám câu dụng cổ nó có gần 2 tuổi rưỡi thôi mà vậy đó nhưng mà lâu lâu mới chắc coi nha cái nhà ngày là chắc coi được chút thôi chứ không mất cho chơi phone nhiều sợ cho tỷ coi nhiều quá thì mai mốt á vài năm nữa là sẽ bị đeo kính mà hầu như giờ con nít là đa số nó cũng cầm cái phone hết trơn vậy nó mới ngồi yên cộng thôi nó quậy nó không nữa thấy không biết gì đâu mà cứ bấm lướt vậy đó ôi đất mệt làm gì vậy hả làm gì vậy hả làm gì đó ôi ôi kìa hửi cái mền viền cái mền lắm nó có hai cái gia tài đó cái mền màu xanh với cái này mình chỉ mới thử nha mình người khác chỉ mới thử đâu thấy không cái mền của ba nó cũ rồi nghe nó mật nhưng mà mượn qua gì mượn qua chính thật cái nè ôi đã tới đây thôi cái thoải mái luôn đi thoải mái luôn chạy tháng rồi mấy thoải mái đưa điện thoại em cho bà khỏi cần luôn không ông ngoại là ngoại nè khỏi cần theo rồi xong. Thôi bỏ đi về nó giờ. Chị ba đi. Chưa. Rồi chị chuyển qua mày nó bà như như hôm qua bây giờ tặng bộ. Không biết xài gì nè. Có cái gì nè, có lấy bắt cái gì nè. Ai hút mày hút. Chị nè. Chị nè. Bây giờ chơi lớn mọi người hùng tiền mua điện thoại mới không đi mất mấy vụ nữa. 200 đi. Ba còn tốt mà mua ông ngoại này cái này bữa tết chứ có lì xì ủa là lì xì con lì xì rồi nay đâu bữa hổm tết á chị không có qua tết có hai trăm qua đâu có ba mày tao qua lấy cái gì mới ngon cái kêu người ta đừng có qua mà nó ra lấy trước tết không nói em nói anh nhiều lắm còn gái bộ tại vì có bà già của thư thì ở chỗ đó chết già cái này không quá thay quá đi nhậu sao về ngủ mỗi đêm cũng nhưng mà mình bảo bụng
Chúa mẹ nào mà thương mình cái vụ này. Cái bữa mà anh với em ở Việt Nam mới về không? Ông trai gì mà bà con mà không biết không lên đồ luôn mà không biết luôn á. Ông nhờ chở ông cứ bà nói ông nói chở ông cứ bà đeo cổ trang á em ơi. Cha. Nói thiệt nha. Con bị sợ đâu chứ sợ COVID được kêu ông ấy. Sợ gì nữa mà sợ leo lên xe ngồi còn sợ gì nữa. Chở ông đi đó. Ăn bốn hoài tự nhiên có tắt. Trời ơi, qua tới đây là biết gì không? Mặc đồ hết ngồi chờ. Em thấy công nhận ông gia đình mình may mắn kinh khiếp. Không ai bị may mắn cất. May mắn vô cùng. Không, em nghĩ là anh làm miễn dịch luôn á. Sao vậy? Tại vì anh vô không hộ miễn này. Cái thằng quỷ này là nó làm chung hai, ba thằng. Hai thằng qua bốn, à. Bốn thằng. Ba thằng này, nó không bị được. Anh nghĩ là chung hoàng lên. Không, chung hoàng luôn. Nghĩ là mình mới bán dịch á. Nhưng mà nói gì, nhưng mà ví dụ Dũng, thấy không? Ví dụ nói gì cho anh cho mình. Em hỏi AC lên hết đỡ luôn sao chạy. Ông nói được chơi đỡ luôn cái đầu đỡ rồi, hỏi AC lên đỡ rồi. Cho em quay của em gửi cho ông Dũng với mấy người này chơi. Mà em giảm khá mà không có bệnh, mà ba người kia bệnh hết, mà hơi gọi không mạnh lắm á. Đúng rồi, anh ta chơi nó muốn xịn không? Má là thương ra bị bệnh, mình nói bị bệnh. Mà em cầm má cái mặt của em là coi như khẩu trang. Cái nóng lên, mày mua lúa hay con mắt ra. Cái này là mày làm cái coi chưa? Anh coi anh tưởng lúc đó là em chỉ làm cho trò đùa, anh đâu có biết làm mấy ông. Thông báo là 11, 12 giờ cho anh cơm rồi ra dễ chân. Cả anh Hải có người nhà. Em dặn chú anh Huy phải coi nghe. Bây giờ ông đang cái nhà 30 triệu đồng hồ gia đình trong nhà chị lớn. Ủa là Huy là một tuần lái 2 lần á. Anh bấm rồi. Từ có chưa? Rồi. Rồi ông ngoại ấm luôn. Vô là một thời tới cảnh kìa. Trời ơi. Đâu có lấy đồ chặn cũng vô à. Thầy đi xe đi đứt. Đứt luôn. Vô nhiều người đi ra. Luôn luôn mới sợ này không? Mới sợ này từ. Ủa. Ừ. Nó chút xíu gì hả trời. Vậy bán hả? Xíu gì rồi đó. Trời cái năm mà về đầu tiên mà ảm thì chứ đứt ép. Ăn xanh trước rồi tới. Hai xe luôn. Hai xe luôn. Rồi đến bây giờ quá tài luôn. Éo đừng có chơi gì đó. Mày nghĩ nè, cái xuống. Cả xuống á. Thì bắt thờ. Đâu cột nữa. Cái xuống đây nè. Coi như là sáng tái là đi về đó hả? Rồi xong nghe đây nè. Khánh nữa. Chồng gì? 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 Tại sao nó làm nữa? Rồi mới làm xong mà nó tại vì bây giờ bị Covid thì nó khoảng chừng một năm, có thể một năm hơn năm mới xong. Nói gì? Hai năm xong. Ồ, dựng thẻ xanh. Ok. Rồi xong trong có 2 năm thôi. Anh phải công nhận của mẹ, anh chưa thấy đứa bé nào mà béo mà cứ gọi ăn uống rồi cái gì chưa con gia đình. Ủa lần này nó làm bao nhiêu? Nó mời được 15 phút anh đi một cái đầu. Nhỏ này mộ lắm, chị có lên đây cái ngồi yên thôi, không có chỗ nào ngồi yên hết, chỗ này làm như hộp chứ hay sao. Không, không thấy, không thấy. Không nhưng thấy. Mà anh uống ngon lành đúng không? Nhưng mà ra nhà hàng khỏi có chịu ngồi à, đưa cái ghế rồi cái ghế này nè nó mà chụp cái điện thoại của má một cái là nó nhắn tin bà lên ngồi chút xíu à chạy vòng xong mày vui quá à mày thấy nó không lên xe là đuối mà anh đưa nó bông tô là nó cũng mút bỏ miệng lia lịa mà khúc sau là phun ra xong nó đổ trời ơi nó quăng nó hốt nó hẩu nó ai kìa muốn còn quế rồi lấy uống nước bún nha lớn người ta đây này ha lấy ra súng bóc bữa anh nấu đó nhớ không bệnh lâm nấu giờ anh qua đây đây à đây à đây ông đây chị ơi chị ơi chị gặp được cái điện thoại máy chị nhắn tin là mình biết rồi xong rồi tức tốc thôi chị gọi FaceTime lại biết đúng không bắt cái máy rồi đang ngồi trong cái chỗ lại em đang bắt cái máy rồi xong rồi đưa cái đầu mày gọi chưa đó trời ơi cái gì nè cái nội thứ gì lớn cái nhà đó cái gì nè cái gì nữa mày thấy làm cái gì đó không cái gì đó không anh không phải chỉ đắt được mày trời ơi, cái này nó làm sao nó phải chạy như xíu rồi ta. Ở từ xưa giờ nó chuyện mà. Trời ơi, bị lên nửa người mà, ố bị ốm nửa người. Dạ ra coi, nó bị xưa rồi mà, tay này bự nữa không? Tay này nhỏ không? Chân cũng vậy nè, chứ nhỏ cũng vậy nè, đâu có lớn đâu. Mày đúng rồi, sao mày, anh nói được bừa quá, muốn nổi gì khổ anh.
Em dâu chị gái rồi ngồi đây mày hấp biểu linh tinh. Anh có chồng chưa có ai rồi mà còn chưa biết chồng đâu. Đây không? Thôi đi không? Đây rượu con hí uống rồi nha. Rượu ngon con hí. Rồi nào lên uống thêm hai trời đồng hết hồn con. Ờ có lái xe được đâu á. Uống đi. Uống cái gì đó gì đó. Mày thấy vậy không? Mày mất cái lai xanh là coi như là mày ở nhà mày ngủ luôn. Quá xong á không ai chở đâu đó con. Không thấy mày nói điện thoại đó mẹ mày đưa ba cho mày. Em uống cái này không nên lái xe. Cái gì đang lay để lấy gì lấy. Nó cái một cái là. Nó cái điện thoại là. Nó còn đại lý nữa trời. Mua cái Samsung Galaxy S8 thì nữa. Để lai đèn. Cái làm gì? Nó làm kinh doanh. Ăn chơi lại đó. Đó, 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 đó mình không biết làm. Một tháng mình kiếm mình chơi 1,000. Ba cái 350, 750 tháng mình kiếm 1,000. Thầy con không biết kiếm ra tiền, chỉ tôi kiếm cái tên. Em dốc gì làm gì? Chỉ là cái này nó chơi anh không có được bậy. Thứ nhất cầm bia uống nó cũng không cho. Nó thấy cái chữ Cool Light hay cái chữ Heineken này cũng sập anh, nó ban anh thấy không? Còn mày làm sao không? Ok thôi, nhưng mà làm sao cậu kiếm được 1,000 tháng? Thì em làm ba cái tài khoản. Một cái tài khoản kiếm 350. Nhưng mà làm sao kiếm tiền được? Ôi đừng nói mà. Có nghĩa là nè. Có nghĩa là mỗi một tháng á. Bốn luôn. Nè nè. Nó cần mình cái gì cũng phải á. Mỗi một tháng là mình 40k quà. 40.000. K là ngàn. K K là ngàn á. 40.000 món quà. Mỗi món quà là một cái. 40 cái. Mà 40 cái này á là mỗi một cái là 120 đô. Ôi em có ngày chậm là ngoài đúng lắm. Chơi game đó thôi vậy đó hả? Ờ em để cái xong là cứ mỗi tháng á là em gặp ông kia á em liên hệ ok anh bán em đầu tháng là em đặt vô đủ cho em ba cái là 120k cương cái 40 ha là em đủ xong là em like lấy giờ cứ mỗi một cái vậy á là em like 30 tiếng ra 15 ngày 30 tiếng xong rồi bây giờ Cheryl với anh Aiden là đã ăn cơm nè dành quá anh Aiden. Rồi hai đứa ăn đi. Xe đồ ăn đi, xe đồ ăn đi. Đồ, đồ. Đồ. Ăn đi rồi hồi bà nội lấy thêm cho. Đồ. Ôi ôi cái kìa. Chị không ăn của chị mà chỉ lấy của anh ăn không ạ. Aiden, xe đồ hấp YouTube channel. Anh ơi ra đi thực hiện không? You see? Cheryl have one YouTube channel. Cho em ăn đi. Okay, no. She want it with you. No more taking my meal from me. I had enough of it. And then now 30s, and we're gonna get that. Stealing my meal. Are really showing now. Oh boy. What was that? Oh, what is this? Resistance. You know what you're saying? You know what? Hmm? Đang cơm kìa. Xe đâu? Nè, đang ăn cơm nè, ra đây nằm ăn cơm nè. Ra đây ngồi ăn cơm đàng hoàng. Cưng chưa hay cái cưng chưa? Tao bán quá. Ăn cơm, ăn rồi ăn cơm, lấy ăn cơm chung nhé. Của chị kêu mà, cái đấy cô nào với ăn thôi. Rồi xe rồi ăn cơm ở đây xe rồi ăn cơm ở đây nè ra lấy cơm ăn đi ngó ché rồi nằm luôn rồi xe rồi đang làm gì đó anh đi xe rồi. Trứng em nói em không ăn đi nè. Em gan trứng kìa. Em quen nè, em quen bây giờ nè. Đây nè, của con đấy, của con đây nè. Nè, của con nè. Nè, của con. Không ăn nữa.
Bây giờ là 12 giờ 11 giờ rưỡi nha cả nhà. Hai chiến sĩ đã bài trận đây. Còn đây, đây là còn ba chiến sĩ. Con không biết là sao mình về mình ra đường chạy luôn để con đừng có thấy. Trời dòng lấy về làm về chạy luôn cả. À, thì ơi, đừng nó được cái này nó mất cái khen nữa không? Đây là chiến trường xưa. Thì về cứ chạy chạy bộ đi. Đưa con bỏ phòng cho má cái gì đâu. Trách nhiệm cao cả. Người cha cao cả. Ui giời, má thành cho kia nổ đùng mì hôm nay vậy đó cả. À, có con cháu lại là vui vậy. Không, mới đi thấy vui phải không? Chưa đâu, bữa nào mà đủ cháu hết em mới vui. Chưa, chưa, ông đừng được đâu, phải giết người rồi xong. Bữa nay là chỉ mỗi em một mũi thôi. À, cái này hỏi mỗi em một mũi. À, đúng không? Dạ. Em này có một mũi thôi. Quay cái góc này nó sáng nè. Sao quay hoài? Kệ em. Không. Cái tự nhiên, cái tự nhiên. Em cứ bắt đầu quay nè. Anh không có tự nhiên. Kệ anh. Sỉnh, sỉnh lắm bây giờ. Lúc nào quay, quay cái năm nay mà lúc nào cũng mắc cỡ hết trơn. I don't care. Mắc cỡ gì nữa, vậy đâu. Không, mà nó muốn tiêu hơi ghét rồi. Nào đây ăn gì đây, ăn cơm với xe rồ quá à. Ăn luôn. Không ăn hả? Ủa cái iPad của mấy sao có cái đồ cover hả? Có mà dục rồi. Tại vì nó lỏng. Mà không mua á, mà nhưng mà nó không có kìa đó, kìa sau lưng kìa đó. Nói gì rồi, cái này nè, con bỏ vô là nó bể cái iPad lên. Trời ơi, để lắm đó nha. Sao? Hey, can you take your please? Stop! Stop! Stop really enjoying à, thôi clip tới đây đã hết rồi. Chào cả nhà nha. Hẹn cả nhà clip sau. Bye bye.